Sáng sớm em xin chào tất cả mọi người nha. Thì đến với video của YouTube của em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương, chuyên về hàng nội địa Nhật mini, hàng nội địa Nhật bãi, nguyên zin và nguyên bụi. Xin mến chào tất cả mọi người. Chúc tất cả các bác trên mọi miền là đầu tuần là vui vẻ, mạnh khỏe và luôn đầy năng lượng trong công việc, đi đường thì thường lộ bình an. Thì đến với cái video ngày hôm nay, em sẽ xin lên 16 sản phẩm, bao gồm là 11, 12, 11 dàn mini và mấy đôi loa lẻ, 5 đôi loa lẻ, 16 sản phẩm của video ngày hôm nay đầu tuần. Thì các bác mới đi qua kênh của em, cho em xin một lượt đăng ký báo chung để mai mốt em lên những sản phẩm mới khác, ví dụ như là đa dạng mặt hàng. Thì nói chung là như thế, có cái gì em sẽ lên như thế. Và các bác ưng được bộ nào ở trong cái video clip ngày hôm nay thì các bác cứ bấm nhắn tin qua Zalo cho em, kết bạn với em, để em sẽ gửi hình video cụ thể cho các bác để anh em chúng ta giao lưu, cũng giống như là về để các bác nghe nhạc và thẩm âm trưng bày. Còn các anh em cũ luôn đồng hành ủng hộ cùng với em thì các bác cho em xin một like. Bây giờ em vừa lập thêm một cái kênh mới nữa, cũng đang bắt đầu phát triển. Thì anh em về audio cũng giống như là gọi là âm thanh cũng đang rất là ưa chuộng những cái dòng này. Thì các bác xem hết clip để các bác ưng bộ nào thì ủng hộ em. Thì đến với cái video thì em xin giới thiệu mã thứ nhất này là cái bộ dàn ken, tức là mã số 1. Bộ dàn số 1 thì bộ dàn ken nhỏ đây các bác. Đấy. Thích để nằm thì để nằm, mà thích để đứng thì để đứng. Ví dụ như là để nằm như thế này cũng được. Đấy. Để giống như thế này cũng được. Đấy. Và để như thế này cũng được. Đấy. Mặt hàng mặt 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 thì màu màu vàng, nhìn rất chi là xinh. Loa bát 8 các bác nha. Loa bát 8 thì rất chi là ít. Đấy. Rất chi là ít. Đấy. Đây là một đôi ê căng. Đấy. Còn đây là thùng bằng gỗ nện các bác nha. À, thùng này bằng ván ván ép này, S L S E S S 3 N 10W và dòng 4 ôm các bác nhá. Malaysia này cũng bóc treo. Đây là cận cảnh của cái đầu, có cả cổng xúc các bác này, 33W điện 100, sản xuất Malaysia luôn các bác nhá. Kenwood. Còn đây là ổ này là dây nguồn, đây là jack loa, đây là nghe AUX, anten của IN và FM. Để còn cái dây nguồn này thì các bác lấy lẻ thì em sẽ cấp cho các bác. Còn anh em lái thợ lấy vài chục bộ, trăm bộ thì không có cấp, bởi vì em đóng như thế nào về thì em đóng đi cho các bác như thế. Còn anh em bắn em anh em lấy lẻ ủng hộ em thì em sẽ cấp cái dây nguồn. Rồi mã số 1 đây các bác, cận cảnh. Viền vải tẩm dầu, e căng đầy đủ. 599 590k các bác nhá. Mã số 1. Các bác về để xe để đâu thì để nguyên một bộ, về cắm điện Nhật vào là nghe thôi, điện 100. Mã số 2 là một bộ Victor các bác nhá. Bộ này thì có mặt hiển thị rất là đẹp, tiền thân của GVC đây các bác. Chức năng là chạy CD, MD, AUX. CD thì hơi kén đĩa và nguyên bụi, nguyên bụi nguyên bọng. Đấy. Em mới test thôi. Đây là cận cảnh, ê căng đầy đủ. Đây các bác, đây là cảnh và thùng loa hai góc đâu là nhiều như vậy cả, còn gõ nệm. Đây là một đôi ê căng. Ê căng này thì bằng nhựa các bác nhá, nên anh em ta giặt thoải mái, không lo bị nở bị bong. Ở đây là cạnh góc loa và hậu đằng sau. Điện 150W các bạn. Đây loa này các bạn. Tình trạng thì chạy CD, MD, AUX. CD thì hơi kén đĩa các bạn nha. 690k cho mã số 2 các bạn. Mã số 3 các bạn này. Mã số 3 là một bộ ổ cứng của Victor này. Đấy. USB này. Memory này, nghe nhạc qua điện thoại máy tính này, laptop này,
Đấy, và loa thì cực kỳ ok. Đây các bạn. Đấy, bộ này là dòng đời cao bác nhá, không có táp. Đấy, dòng Victo này thì viền rất là bền cao su. Các bác cứ yên tâm xài. Yê căng đầy đủ. Đây là thùng nện đằng sau. M55S các bác nha. Đấy, đó là model. Điện 100 công suất 50W cho cái đầu. Và loa thì 40W cho một cặp loa. Đây. Mã số 3. Giao lưu các bác 800 các bác nha. Rồi mã số 4 các bác này, bộ Panasonic BM300. Viền màu trắng các bác nha, màng màu trắng, viền cao su, yê căng đầy đủ. Và tình trạng là chạy CD, AUX, DAB và MD là không chạy các bác nha. Đây em cầm cái máy sang được mặt sau. Mấy cái dòng này thì không lạ gì anh em chúng ta nữa rồi, nhiều bác rất chi là dành, cũng giống như là ủng hộ em rất chi là nhiều và loanh quanh. Mà mini thì liên tục nó lên là nó về đủ các loại model, đủ các loại dàn, nghe chất âm, cho chất âm hay ở những cái phòng nhỏ. 46, 48 quá các bác nhá, để 100. Mã số 4 đến với em ngày hôm nay thì em bán 750 các bác nhá. 750. Rồi mã số 5. Mã số 5 thì một đôi loa của Panasonic BM47 các bác, yê căng đầy đủ. Đấy. Viền màu trắng, chắc chắn đây các bác. Đây là góc cạnh. Đằng sau. Dây đây các bác. Dây xịn nguyên hai đầu. Có đang còn ghim đen với lại xanh. 30W các bác nhá, 60W một cặp. BM47. Thùng vách ok. Đấy các bạn. Đem về là xài thôi. Rồi 350 các bác nhá. 350 cho mã số 5. Đây mã số 6 các bác. Mã số 6 là một bộ của size mini, size đại. Đây, như dàn chung. Loa của Aiqua bát 14 các bác nhá. Bát 14 rất chi là ngầu, chất lớn. Và tình trạng thì chỉ có chạy AUX thôi các bác. Đây, CD thì cửa ra bình thường, MD vào bình thường, đáp bia lên bình thường, nhưng mà rối băng. Đây, CD thì không chạy, MD không chạy. Đây, thì chỉ chạy AUX thôi. Size chung của mini các bác cao khoảng 30, 29-30. Nguyên bộ dàn chiều ngang khoảng 46, 44-46. Nhìn rất là hầm hố ai qua. 900k các bác. Đây, thùng vách đằng sau này các bác. Sơn zin nguyên bản này. M100 các bác, dòng 6 ôm. Sản xuất Japan, Tokyo này. Không thấy đĩa công suất các bác. Còn đây là cái đầu. 65W các bác. Có cả cổng súp. Loa chiếc bên này cũng như thế, rất chi là đẹp. Rồi, mã số 6 900.000 các bác nhá. 900.000, size chung của Aiqua. Mã số 7 là một bộ ken các bác này. À, mấy cái hai cái yê căng thì còn đầy đủ, nhưng mà bốn cái chân này nó gãy mất rồi các bác. Qua vận chuyển nó bằng nhựa, nó va nên va đập nên nó gãy. À, còn đây là về phần ngoại hình. Nhìn cái thôi là cái chết là nhìn là thích chưa. Màng thì bằng bằng giấy, viền thì bằng vải tẩm dầu. Tình trạng thì chỉ chạy ấu ấy thôi các bác nha. À, và đây là về phần ngoại hình. Em xoay các bác này. Malaysia các bác. 30W, dòng 6 ôm. Đây là đầu, đầu thì công suất nó khá cao.
70W các bạn, điện 100, có cổng súp, có đầy đủ. Đây các bạn, 800.000 cho mã số 7 các bác nhé. Ok. Rồi em xem cầm máy sang mã số 8 này. Mã số 8 là một bộ, một đôi bộ Sony các bác này. Bộ Sony của M3 này. Viền bằng giấy tẩy trắng này. Mặt bằng Mica là chống chảy xước này. Tình trạng là chạy CDMD AUX các bác này. Và ngoại hình thì bị qua vận chuyển bị mất cái khay đĩa này, mất cái nắp khay này, nhưng mà vẫn chạy bình thường, e căng đầy đủ. Dòng Sony thì loa nó sẽ vào là 50W các bác nhá. Đây em xoay về hướng dẫn kỹ thuật. Điện 150W này, thành loa và thùng loa này, tất cả là ok. Rồi em bán cái bộ này với giá là 750k các bác nhá, 750 này. Rồi em cầm máy qua mã số 9 này. Mã số 9 là một bộ Panasonic của 710 các bác. Đây e căng đầy đủ. Đây, trước mặt điện thoại của em đây. Và tình trạng là chạy CDMD AUX full chức năng các bác, còn nguyên zin nguyên bụi. Còn đây là cận cảnh về góc hành của loa. Đây các bạn, loa thì là 710 dòng 6 ohm, 80W trên một chiếc, 160W trên một cặp các bác nhá, cho hai hệ hai cầu, đi 4 dây loa. Panasonic, điện thì 100 và đầu thì 52W các bác nhá. Cái này nó in bằng cái chữ nổi trên bề mặt nhựa đằng sau cho nên là hơi khó thấy. Đấy. Thì em thông báo cho các bác như vậy thì các bác về cứ kiểm tra đúng chụp hình qua, đúng không đúng thì thôi, còn đúng thì các bác ủng hộ em. 800 này. Đấy. Mà em nói là chỉ có đúng chứ không có, em không nói sai. Bởi vì em đã test trực tiếp và em ở đây là em đọc được trực tiếp những cái thông số đó rồi. Soi bằng cái điện thoại thì nó không có thấy được mấy. Thì em sẽ chụp hình gửi cho các bác cho nó cận cảnh. Rồi mã số 10 các bác này. Mã số 10 là một bộ của Victor này. Victor đầu lớn này. Hoa loa 3 quay này. Size đại của mini này. Loa 3 quay bao gồm một bát này. Một chất giấy này. Một trung giấy này. Một cái chất bi này. Đấy, nhìn rất là ok. Đấy, con này thì qua vận chuyển thì thường thường về nó sẽ bị rách cái lưới này. Lưới này rất chi là mỏng. Mà như lần này thì là còn ok. Zin. Đấy. Đây các bác. Về phần ngoại hình. Đấy, ngoại hình thì đằng sau thì bọc hết rồi các bác cứ yên tâm xài. Đây các bác. 35W, 70W một cặp. Loa dòng 4 ohm. Đi chung seri. UXZ11. Còn đây là cái đầu các bác. Điện 170W các bác này. Chiều cao của cái này khoảng 30 các bác nhá. 29-30, chiều rộng khoảng 46-48. Đấy, sai đại màn hình lật lên lật xuống rất là ok. Mã số 10 1,1 triệu các bác nhá. Loa bao quay nặng. Mã số 11 là một cặp loa của bộ dàn sáp các bác này. Đấy, loa này là hậu sâu. Đấy, nhưng mà tình trạng là bị mất một cái căng này. Đấy, và cái núm bên này thì qua vận chuyển nó bị cấn vào. Tuy rằng em có lôi nó ra rồi nhưng mà nó không được đẹp bằng cái núm bên cạnh. Là núm chiếc bên của nó. Và mặt mũi thì cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp các bác. Đấy, các bác lấy về làm loa lời hay là chế chéo, độ chế cái gì đó thì các bác lấy này. Đấy. Đây các bác, màu đen, đen tuyền. Con này cho chất âm rất hay các bác nha, sáp. Sáp không đùa được đâu. Đây. CX9 này, bát 10 các bác, 2 cm, dòng 4 ohm, 40W một chiếc, 80W một cặp, của Malaysia này. Đấy, nghe sáp thì cảm thấy là thương hiệu của nó thì nó bình thường. Nhưng mà cho chất âm thì ấm,
tách bạch rõ ràng và hay đó nha. Không biết là bác nào đã ở mình đây đã xài sáp rồi thì hiểu về sáp chất âm rất hay các bạn, có nhiều bộ dàn sáp nghe rất là hay. Mã số 12, mã số 12 là một đôi loa của Onkyo, một đôi loa của Onkyo SX7GX, mặt bằng màu mận chín các bạn, viền bằng cao su xịn bằng carbon, nõm thì bằng lưu đạn. Đấy. Toàn thân thì màu vàng, thân mình bằng sản xuất bằng gỗ nện ép bền, dòng 70W một chiếc, 5 ohm các bác nha, 5 ohm này, 5 ohm là ít gặp đấy. Đây các bác. Rồi, mã số 12 này, đôi này em bán với giá là 750 các bác nha. 750. Rồi, mã số 13 là một đôi Onkyo luôn các bác này, màng trắng này. Đây, căng đầy đủ này. Các bác mấy căng này là về thích giặt thì giặt, giặt thoải mái. Đây, màng trắng viền cao su. Núm bằng vải ép cứng. Đây là thân hình. Tất cả là bằng gỗ nện hết, màu mận chín nha. Dòng 4 ohm 70W các bác nha. Ở nhà có 1 ly rồi thì các bác lấy về. Giá 800 các bác. Vùng thành sát cạnh rất chi là đẹp. Màng trắng. Kết giòn gấu. Rồi, 800k các bác này. Mã số 13 này. Rồi, giờ, mã số 14 các bạn này là một đôi Onkyo của N7 này. Này các bạn. Đôi này thì chiều ngang vuông của nó vuông, đôi này nặng lắm các bạn. Nó là hàng được xem là hàng chất lượng. Màng trắng mút. Đấy các bạn. Rồi, bên ngang này. Hai cái như nhau các bạn. N7 các bác, 70W dòng 4 ohm. Sản xuất của Made in China các bác. Đây, thì có sao em nói như thế, chiều cao của con này rơi vào khoảng 27. Chiều ngang của con này có 17. Chiều sâu thì hơn 20 các bác nhé. 23, 24, e căng đầy đủ. Đây là một đôi e căng không rách. 900k các bác này. Đã test ok. Rồi, mã số 15 là một đôi Onkyo nữa các bác. Của SX7 các bác này. À. Con này thì màu vân hơi trắng vàng. Vuông thành sắc cạnh, gõ thì toàn thân bằng ép đúc ván ép nặng, dòng 6 ohm các bác này, dễ ghép loa, dễ ghép đầu, 70W, 140W một cặp. Rồi các bác, em mã 15 này 750 các bác này, 750 các bác, e căng còn đầy đủ. Mã số 16 là bộ Panasonic 710 rồi các bác này. Đấy, vậy là ngày hôm nay em lên hai bộ 710. Bộ này thì chỉ có MD và AUX thôi, CD không chạy các bác nha. Còn về đây là phần ngoại hình mặt trước này. Đấy, mặt nó sáng trắng. Con này có cái đèn ở volume rất đẹp các bác nha. Đèn màn hình cũng rất là đẹp, đèn volume cũng rất là đẹp. Đó. Thì em quay mặt sau rồi cho các bác nha. Hơi tối các bạn. Đây các bạn. Ép bằng chữ nối thì các bác cứ gửi hình gửi Zalo cho em thì em sẽ chụp hình em gửi cho các bác.
40W một chiếc. Một cầu 80W, hai cầu 160W là một đôi. Ở đây các bạn, in bằng chữ nổi này. 57W cái đầu này. Hệ hai cầu 4 dây loa này. Đó. Để mở số 16 750 các bác nhá. Thì đến cuối video em còn một số hàng nữa nhưng mà cũng chưa có chỗ, với lại cũng chưa lên được ở trong cái khoang còng phòng quay của em này. Còn ở trên kho em còn nhiều lắm. Thì các bác cứ ủng hộ em thì dần dần rồi nó cũng sẽ hết thôi. Và cảm ơn mọi người bao nhiêu ngày qua là luôn ủng hộ cùng với em. Cuối video thì một lần nữa cho em gửi lời chào tất cả mọi người, một lời chúc tốt đẹp nhất. Em xin cúp máy và kết thúc video. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và theo dõi cũng giống như là xem ủng hộ em.